Nào trông giống chị em nhở? Ui. Ai à, vậy? Em chào chị ạ. Ui, em cứ tưởng chị là chị Judy. Trời ơi. Em nhớ chị em quá chị mấy sao? Ngày. Em có phải à, chị không, đâu? Không, ui dồi ôi. Đấy thì nhìn bề ngoài tưởng chị Judy. Trời ơi. Bà chị đẹp mất tích bao lâu không biết ở đâu thì. Nhớ bà chị quá. Em đi béo này. Xe đâu hết rồi? Về lấy xe thôi. Cái gì cơ? Cái gì? Cái gì hỏng? Đây là lối vào mà, anh đi này là chết rồi. Lối nào vào? Đó, 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 anh nhìn thấy cái này không? Không phải, mắt anh bị né, cái đường này đây là mũi tên chỉ ra. Em nhìn thế nào là mũi tên vào? Trời đất, thế này là hỏng hết rồi, người ta đã có cái vạch kẻ đường mà anh không nhìn nữa. À, ừ. Ơ, bạn à? Ây à, đồng chí Hải ăn đờ à? Ok á. Anh em, anh vừa đi đâu về đây? Anh vừa đi đâu về đây? Hả? Bạn vừa đi đâu về đây? Ờ, mới ngồi xem lại cái chương trình ngày hôm qua. Chương trình gì? Đi mua gala gì đây? À, thế bạn có thấy bạn của bạn không? Ấy, mới ngồi coi lại xong. Thế cả giải hôm qua đang coi đợi nhận giải lâu quá đi ngủ. Nay ngồi coi lại được. Áo thật đấy. Thế tôi bạn không tự hào khi mà tôi đứng ở trên trên đấy à? Thế bạn có phần thưởng gì chứ? À bạn Hải. Ủa? Bạn đứng như thế à? Bạn bị mù à? Tôi đứng như thế đứng như thế đâu? Thế thì bạn bị làm sao đây? Tôi đứng ở trên đây tôi còn vẫy tay chào. Cái MC còn khen là xinh trai thôi bạn không thấy là sao? Thế là bạn ghét tôi đúng không? Thôi được rồi, hoa hoa từ hôm nay cái gì không có thấy bạn đứng như đấy, tôi thấy bạn đứng ở trong cái màn ảnh. À ừ nhỉ. Tôi hiểu là có mặt ở trên đấy là được. Lại còn phải cứa mà nỗi đau làm gì nữa. Bạn không thương tôi à? Kệ tôi bị bệnh, tôi ở nhà được chưa? Tôi chỉ biết là khác, không đứng được thì phải chịu chứ làm nào. Cái tên à? Thằng này bây giờ nó độ loa thôi em ơi, nó không độ xe nữa đâu. Hình như là không biết. Ngày giờ nó độ có sao ấy? Độ loa với cả độ đào thôi. Có độ không? Có ạ. Có độ chanh không? Có chanh thôi chứ không có cam đào đây hết á. Ui dồi ôi, chanh á. Chanh chua lắm. Không, đào nó mới ngọt. Chua lắm. Chua lắm, mẹ toàn axit thôi. Cũng ngon mà. Không ngon, trời ơi, mẹ mấy hôm nay ở nhà uống vitamin C nhiều lắm mà không uống vitamin C nữa đâu. Ê. Đúng rồi, có bởi làm cho thì độ. Chanh xả gừng để hết. Chanh lại còn xả nữa. Tức là nó vừa tròn mà nó vừa đâm thẳng á. Còn mẹ. Hải ơi. Chanh là còn xả. Hay của ông nào. Ui, anh ơi. Sao đẹp ấy. Đúng em ạ. Đợi tí, tôi cắt đã Hải ơi. Đợi em tí anh ạ. Tôi biết hôm nay anh em mình làm gì rồi. Làm gì? Mình đi ăn cướp đi. Cướp nhưng mà giờ đéo có mặt lạ. Cướp trên đàn mướp đi. Phải cướp kiểu đấy. Đi cướp trái tim của các chị em. Không, một cười. À, có nhiều nhất, lắm, nhiều nhất, lắm. Nhất là ông, nhưng mà từ từ, mẹ bây giờ bán đồ ăn ở đâu nhỉ? Tí cho ông chở tôi đi đâu mua đồ ăn cả. Ăn ở VC Food. À, có ai bán không? Ủa thế anh em mình đây. Có. Trước khi cướp trái tim mình cướp luôn cái tiệm này đi. Thủ là ai? Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Hết hồn. Béo ơi. Ôi giời ơi. Đấy, vào đi người cũ sửa ra kìa. Dạ. Con này hết 800 nhá. Viết luôn cho Nhi 8.000. Đây, để em. À, giàu lắm chị ạ. Viết luôn cho 8.000. 8.000 nhá. Không, đúng giá đi. Người ta khách quen mà người ta còn đang xe ra sửa nữa. Quen nào, quen bao giờ? À, chị muốn. Thế, mày mới lần đây, đầu lần đầu đến đây. Đừng có nhiều nhá, tí nữa em mang lên xe nữa nha. À ừ, thế thì ghi 8, ghi 1.000 thôi. Thôi em ghi 800 thì không, nó không sửa nữa. Ui dồi ôi. Ừ, con này là đi nó phải sâu cái đằng trước này ra. Kẹp mỗi cái cục máy rồi giờ nhiên. Bạn đi như đi. Phá. Không hiểu kiểu gì. Phá đéo đâu. Vừa sửa xong. Uầy, tôi biết là bây giờ thành phố mình thiếu một cái gì rồi. Thiếu cái karaoke tay vịn cho các dân chơi nha anh em mình. Thiếu cả bia nữa.
bia 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 ấy đấy, bia à. Ôm ấy. À bia ôm, tức là vừa uống bia vừa ôm đúng không? Ừ. Nhưng mà ví dụ như ông ấy, ông thích ôm từ đằng sau hay ôm từ đằng trước? Thì nói chung là hai tay. Chắc ôm hai tay luôn. Mà ôm, ôm là phải có điểm 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 bám đúng không? Ví dụ bình thường không bám đâu. À, bám á? Ừ. Thì nói chung là có cái chỗ nào mà nó trồi trồi, nó kè kè thì bám vào thôi. Thành tôi là hai tay là tôi để giống thẳng, để im nhá. Ôm là ôm. Ý để, tôi để là eo bám một cái thành ghế. À, 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 không, à, trời ơi. Quán này quen nhá. Cô quán ơi! Ok. À, à. Bếp à. Vâng, ui dồi ôi, lâu ui lắm rồi. Ôi, lâu rồi mới gặp cái này. Trời ơi. Không hiểu. Trẻ nào rồi. Trời ơi, em hôm là em cũng muốn tìm chị lắm, không biết chị ở đâu mà. Được trời rồi. Ơi. Rồi em đây rồi, con kia đâu? Ai à? À kia. Biết đi ủa, đâu. Ủa, chị nhớ chị Giao, bạn nói cho em rồi mà. Đi đâu? Mày đi đâu? Như đang đi trên chuyến công tác lắm. Ủa ôi! Cái gì đây? Tao, sao đây? Hỏi cho mấy bạn nữ này ăn cái gì ở đây hay ăn cái gì ở đây nữa, mình còn mua đã. Mình chưa đến đây ăn bao giờ. Ủa quá. Hai bạn gái này, hai em gái này. Chào các gái em ơi. Nhá. Ai em ơi. Bây giờ đây, mẹ ở đây ăn cái gì đi. Nghe mày tên gì ấy nhở? Có đùa Hải ơi. Ôi, tôi sợ mấy bạn chị đáng tuổi chị tôi cứ tào chị. Em chào các chị thích ăn gì hôm nay để em với thằng Hải lo. Đúng rồi. Đấy, bọn em mà không, ý tụi em cũng hỏi em ở đây là hay ăn gì đấy. Ủa, chị ăn xong rồi nhá. Nhưng mà nãy chị ăn gì ạ? Chị ăn thiên bồng. Em thiên bồng. Em ăn gì là tùy khẩu vị đó. Ăn thiên bẩm á? Là cái gì ạ? Ăn cái gì cơ? Thiên bồng đó. À, ôi giời. Ui, bây giờ em bảo này, chị ăn có em một tô ấy. Em thiên bồng trong từ thiên bồng nguyên xoài không? Đó. À, biết. Nhưng mà em nói em chị này, ăn một tô em nó hơi ít. Thôi thì bây giờ chị vào làm thêm tô nữa đi. Tụi em cũng đang tuyện đến quán này, chưa biết ăn món gì. Dạ, gọi dạ dày em được. To, dạ dày em to, em ăn hai tô. Thì tiện em thêm gọi, bây giờ chị đang hơi sợ xe gánh. Đấy, ở đây có ba món, thì hai bọn em thì không biết ăn món gì không. Có gì chị vào chị gọi đi, không có gì tí nữa em. Chị cứ nghe là nó ăn nhiều quá, nó bục hết cả cúc áo trên rồi kìa. Đấy. Không, em ăn đây em cho lắm vào. Thôi thì em ăn thử cái món của chị nữa, em gọi món khác nữa. Trông cái tướng. Ôi, đúng không? Chị ăn rồi bắt chị ăn nữa, chị nôn làm sao? Giờ hơi à? Thôi anh em mình ăn thôi. Thật. Có ăn cái khác thì ăn. Kìa. Đấy. À mình có món gì nhỉ? À chị có thiên bồng. Ngư sủi. Mì cá với là vịt, nói vậy cho nó lẹ nè. Ừ, đúng rồi, đừng chơi đọc nghe cái tên cao sang của nó. Nghe. Có đau đầu lắm đó. Đúng rồi, không biết có đọc được hay không đó. Sao mà nghe món thì đọc sao nó đau hết cả mồm, luyến hết cả lưỡi. Thiên bồng đả kim long ạ, bách ca. Nghe mà thì uốn lượn nữa. Thì bọn em bảo là anh đọc vịt cá mì cho nhanh. Ui, nữ nhi hồng giờ uống còn chất lượng như ngày xưa không hả chị? Ờ, mất nước đó. À đây, à thế là không nên uống không? Mà à rồi, em thêm vừa mua 10 tô mì. Mày quá, cảm ơn chị Kiều nhá. Tí nữa thì mua nhầm thêm 10 chai rượu Vũ Hoa tầm cáo này. Mua 10 tô mì, mày ăn giờ nào cho hết em. Em mua một lần 9 tô, đây một lần 10 tô lận. Rồi ăn chừng nào hết? Thì... Hello mọi người. Ăn một phát là đầy. Mà ăn ở quán đấy nhá, cái đồ này ăn ở quán mới được mà. À thế á? Em ra ngoài không ăn được đâu. Thật ra? Rồi ôi. Tại sao không hỏi? Chị ơi, em trả lại 9 bát được không? Đã mua không trả lại, ai mà bán đồ mà đi trả lại chơi. Thôi bây giờ em bảo nha, chị chắt cái nước sôi ra, chị để lại mì vào tủ lạnh nghe. Xong sau này có khách hàng chị đến chị microwave lại là xong mà. Đã bán, em ăn bát thôi. Qua lại cái này, em phải giữ đi, mỗi lần qua đây chứ không được. À, bây giờ em ăn hết 10 tô của gì? Là 10 lần tới em ăn tô. Mỗi ngày ăn em 1 tô là được. Có khi em qua 10 ngày 10 lần chứ có gặp người đó đó. Được. Này, ông có nhớ cái hồi nào cái quán này ở trên đây anh em mình quẩy tung lóc sàn không nhở? Nhớ. Sập mẹ cả bàn ra. Sập cả bàn, nhớ cái hồi đấy nhở.
giờ bàn có mỗi hai anh em mình đứng, mỗi hai anh em đứng ăn. Ừ, ngày xưa là đấy, tôi còn nhớ ngày xưa kiểu này này, đấy tôi còn nhớ cả ông sếp của tôi. Hay 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 đi mắt chú lùn ở đây này, đấy. Phải sao mà không thế này lên đúng không? Ừ đúng rồi, đấy kiểu kiểu thế. Mì như này này đấy. Ừ đấy, ui mà không, dẻo dai. Nó là như thế này này. Ông có sao tôi ăn bát mì nhưng bát mì của tôi là ở giữa hai háng nhỉ? Thế là cái đéo nào? Không đấy, mì ngày xưa mình múa mì vừa múa mì nó là như này dài luôn đi. Ai cả lìn. Thì ơ em ăn xong rồi. Em đi đây, cảm ơn chị nhá. Có gì em quay lại. Nó quá chị ơi, mà em sắp kị ra rồi. Khiếp, còn 9 bát nữa không biết bao giờ mới ăn hết. Ôi mập xấu lắm, không ai yêu cả. Hả? À, dạ? Em đang ốm mà. À, không, ý chị bảo là em mập rồi, em hiểu rồi. Lỗi em, rồi lỗi em. Chị không tin bạn em ốm à? Rồi. Thôi tôi dỗi, không, tôi dỗi. Hải ơi, ông có nghe cái tiếng kiểu ai tè bậy ở đây không nhỉ? Đó, đéo có ai đi qua mà có ai thằng điên đi qua nghe. Ơ, à, con mẹ, sao nghe thấy thằng nào chửi mình điên ấy nhỉ? Nghe đâu đâu ấy nhỉ? Tôi tìm cái thằng nào chửi mình điên. Trong bụi này, trong bụi này. Ai, thằng nhóc mày đứng ở đây nói chuyện với anh à? Đi ra ngoài. Nói chuyện nào, đi ra đây anh ơi. Ai bảo ai điên? Sao anh em nhờ? Mẹ ông này ông nói gì đây này? Ở kìa anh buồn cười, anh nói vậy anh cứ mẹ đổ lên người khác. Hóa ra là đỏ thế anh này là ai đây? Anh bảo ai điên thế? Sao anh lại nói xấu rồi? Ai vừa bảo là tôi điên thế nhờ? Ai bảo tôi điên thế nhờ? Anh đâu đỏ lên nói xấu. Ôi anh em của tôi mà tôi bảo anh em tôi điên thế khác gì tôi cũng điên. À anh bảo ai điên thế nhờ? Điên còn đéo nữa. Ơ cá? Ơ. Anh này trông như kiểu Scream ấy nhở? Không chuột. Nghe có vấn đề gì ấy nhở? Anh này tên là gì ấy hả đó? Không biết, đang ngồi ỉa ông ấy đi vào, ông dẫm nhầm đấy, cứ ông ấy ngồi đấy ông ấy nói. Mẹ ỉa đấy, ỉa chung luôn á, anh Calin. Ông đang tìa gái, ông cứ mẹ bảo ngồi ỉa thôi. Cái gì? Vừa ngồi ỉa vừa cua gái à đó? Mẹ sao nó man rợ thế? Vãi cả lìn thật. Ngồi xem có em nào đi qua không, nhìn ỉa cho nó tuột. Ôi dồi ôi. Ai à? Ôi dồi. Ai hả đồng chí đấy à? Cô em này, cô em nào ấy nhỉ? Ủi anh ơi, em lại giới thiệu với anh luôn. Em vừa đi em với thằng Hải vừa đi qua đây. Nghe giọng ở trong này bảo là có hai thằng điên đi qua đòi đánh em luôn anh Khoa. Đâu. Đây là thằng Hải. Tóc đây này, thằng áo trắng này anh. Tóc đỏ này. Cô em tao ai không? Tôi anh em tôi dọa đánh em tôi làm gì không làm sao. Tao nói lại lần nữa là mày biết bố mày là ai không? Đéo. Vẫn chưa biết à? Hãy nói cho nó nghe đi. Nói à? Bố tao là ai? Bố anh là ai nhỉ? Gì đây? Gì đây? Bố của anh tao tên là Mr. Moy, trùng số 1 thành phố này. Mr. Moy, đúng yes, rồi. Sir. Chồng cô này. Biết. Thế bố mày là ai? Đúng. Thế bố của ông là ai? Bố mày là ai? Đúng. Bố tôi á? Ừ. Ách. Ô. Cái gì? Cái gì? Ách. Bố tôi mất rồi. Ách. Xin lỗi ông nhá. Ôi giời ơi. Ông ơi cố gắng lên nhá. Cuộc đời mình là mới không sao. Còn nhiều động lực cảm ông ơi. Cố lên, cố lên. Cố lên, cố lên, không sao đâu. Thôi. Ai chẳng có nỗi buồn mà. Ôi lớn rồi, dù anh em mình đoàn kết nhau không sao. Không sao hết. Bình tĩnh đi. Ôi. Qua bốc đầu đâu thì qua anh cử 4 xe ra bắt em. Chuẩn bị vượt biên. Giật biên. Tất cả các đồng chí cảnh sát không nghe số điện thoại tôi à? Đồng chí này to gan. Đây anh thấy em bút trên toác tơ thế được chưa anh Khoa? Anh thấy em bút trên toác tơ thế là được chưa? Giống sang hồ chưa? Anh em mình lên chỗ thu phí đi. Rồi. Đấy. Tất cả cảnh sát luôn. À mình ơi. Ok. Ở xe đi ra 4 à. Đây.
Cho có gian là có tốn tiền taxi không? Tiền taxi thì có mỗi 35 đồng một người đấy hả? À, rồi còn đi đâu cũng được à? Cho hẳn 5.000. Ừ. Bây giờ hôm nay là 5.000, chở tôi chở anh em tụi tôi đi xe nào. Thôi rồi rồi rồi. Đấy. 5.000 chạy nguyên ngày được chưa? Có lời chưa? Thôi đi chung luôn đi. Hợp lý đấy. Một xe mà. Ờ đi chung luôn đi. Đi chung đi ông ơi. Đi chung với chui cốp vào được. Thoải mái đi. Đúng, xong tí dùng con này vượt biên luôn, có bắt thì đổ tội trong taxi ấy. Là xong. Ừ. 5.000 đi nguyên ngày. Book nguyên tour đi. 5.000 đi nguyên ngày, 5.000 đi nguyên ngày. Tí vượt biên lại. Alo. Đóng phạt hết mẹ 5.000 rồi còn gì nữa. Con mẹ mày gọi điện thì sửa lại cái điện thoại đi, điện thoại hỏng. Ôi, cứ ngồi trên kia trên kia đâu. Tao hết cả lưng rồi. Con mẹ cái thằng đỏ này mày ngồi đàng hoàng có mà chen qua vậy? Mà thằng đỏ nó ngồi kiểu gì này? Em mày anh. Hải ơi, anh là một gia đình. Một gia đình là chết mình nhưng mà đít thằng đỏ nó thối quá. Thôi gì đâu, trời ơi, từ. Nhà này giờ hết chỗ rồi, phải nằm đây thôi. Này đâu, chú đít sao? Ôi giời ơi, gì đấy? Đỏ ơi, con mẹ à. Má vừa khử trùng. Anh Tài ơi, mở em cửa sổ coi, thối quá. Má vừa khử trùng buổi chiều luôn á. À, mà nó lại ô nhiễm rồi. Ờ, trong xe này có 2F0 nhá. Anh. Ờ, gần khỏi rồi, gần khỏi rồi. Anh ơi, không sao, vâng. Gần khỏi rồi mà. Gần khỏi rồi, anh ơi, không sao hết. Thằng nào thu của cái trạm thu phí đây? Alo. Là đây, tao đi một xe 5 người đủ rồi. Thì còn một taxi nữa. Mày gọi taxi ngay, gọi taxi thức ơi. Mở cửa ra, alo. Nè. Mấy đồng chí cảnh sát này ở đâu hết rồi đấy, làm việc thì không làm. Đình công hết. Cho tôi để tôi thông chốt rồi. Anh nhá, anh taxi để củi bắp. Đây, để tôi mở cho bạn. Anh taxi nhá. Này, đưa chìa khóa đây, đấy, tôi thông chốt cho mà xem. Rồi, đưa chìa khóa. Cười cái gì? Hỏng xe thì anh sửa nhá. Hỏng xe tôi đẹp, nhưng tôi thiếu gì tiền đâu. Anh tôi đứng đây đẩy tiền. Ôi! Đi luôn. Con mày à, mày pháp sư à? Ôi! Cái lồng thịt. Đấy. Con mày à, mày pháp sư à? Chuyên gia thống chốt. Con mày à, mày ảo thật đấy. Lên xe lái đi, trả chìa khóa cho này. Anh lái xe luôn đi. Tôi chạy xe cho. Anh chạy đi. Đơn, chạy xe cho. Ủa đấy, thôi bây giờ mình đứng ở đây luôn, mình đợi xếp hoa trong lướp. Thôi, mình bom xếp lên luôn đi. Bom xếp luôn. Bom luôn đi. Gì đây, toác cơ cái gì đây? Mẹ, cái thằng Bành Thị lòi le gì, nó bốt tao linh tinh không chào hỏi ai ở trên toác tơ kìa anh em. Anh em đi tìm nó, anh em đánh đi. Thằng nào ấy? Thằng Bành Thị lòi le này. Đây, thằng này. Xem nào. Đấy, anh lên đây bảo không. Em đi du lịch về, có tí việc bận cho em hỏi xem được này. Không còn miếng độ nào phải làm sao à? Không chào hỏi ai trên cộng đồng mạng đi, nó hỏi ai đấy, cái thằng này thấy là không được. Thấy không được tí anh em lại đi tìm nó. Băm nó đi. Chắc em hỏi nó không biết hỏi ai, không chào hỏi gì cả. Nào là A còng Bành Thị nội nè. Đi mày tới số thằng này với tao. Không hỏi ai yếc gì cả. Mày ở đâu chỗ bố mày cái địa chỉ. Ok. Nó bảo là thằng cu em nào vừa lên tiếng đấy. Cắt mẹ à. A bịt còn mẹ à. Còn mẹ à. Bây giờ anh em mình lên bãi cá lấy vài con cá ăn free nè, xong mình về thành phố đập thằng. Mày bảo ở đâu nó trốn cho kỹ vào chứ không lúc mà tao hóa cơn thịnh nộ du lan lên. Đấy với anh em mình. Thật. Tưởng anh em mình giang hồ mạng hay sao ấy. Không biết trước biết sau thì như nào. Thành nồi ne này. Không là sao. Qua thông vườn có một là. Ok. Anh Khoa, thằng anh xem tắc thôi anh Khoa. Mà thằng này nó chán sống rồi. Mấy thằng cu em vừa gáy cho xin cái địa chỉ anh em qua thăm đưa đón. Mày thằng là có khan nhờ. Đấy. Ôi dồi ôi. Bạn anh đi. Ôi. Đi. Ô kìa. Bao anh động vật rồi. Trời ơi. Bò ngã con mẹ luôn. Ai à, đây em là bò. Anh này. Bò. Ôi dồi ôi. Làm cô gái Hà Lan ra sao ấy chứ. Mấy thằng cu em giang hồ mà. Nó thách thức mình á.
Con mẹ à. Đi mãi à mấy thằng này. Về 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 chơi nó, về chơi nó. Đánh. Ok. Ôi giời. Ôi giời. Sao không sao không sao. Xin nghe cũng lên tinh thần lắm. Đéo hiểu kiểu gì. Thôi được rồi, vẫn đi được. Mẹ rồi. Vẫn đi được á, vẫn đi được á. Hình như là bây giờ 5.000 rồi mẹ mà phải kiếm 3 tiếng mới xong. Mạnh em bắn súng sao không đi ông này mà. Mấy 3 tiếng mới được 5.000 rồi vãi cả. 5.000 phải kiếm 4 5 tiếng. Lao bữa u xuân lại còn 4 5 tiếng ạ. Em mà hôm nay vào mua hết mẹ 10 bát mì. Ăn hết 3.000 đô. Phạt hình xít. Qua bên mấy chú bảy ha. Vâng. Em vừa mua. Có gặp người ấy không? Người ấy có tốt với anh hay yêu anh như bằng em. Ồ, con tim tao đau quá mẹ. Người ấy có biết quý em hay yêu em anh thật lòng. Anh nhớ em nhiều. Em nhớ anh nhiều. Em nhớ anh nhiều. Sao cho lòng vơi bớt đi nỗi buồn, nỗi đắng trong lòng ai. Đã là gì đâu, đã là gì đâu. Nếu từng năm sâu thì cũng phai màu. Hồn thương quá nên. Anh ơi! Anh ơi! Anh ơi! Thay mặt anh em Lạc Sơn Family anh có làm sao không anh ơi? Không không anh làm sao. Ủa cái xe đâu rồi? Cái xe đâu rồi? Đây anh ơi. Vai cả bìu thật. Anh ơi xe vẫn còn đi được hay sao anh ơi? Mạng xe bây giờ trâu phết rồi. Ai cả lì thật cơn mỏi. Thế anh khoa học lái xe như này à? Không được không? Éo hiểu kiểu gì ạ? Ok, anh này không đóng vào cho mình sửa đây. Được, được, anh em mình sửa đi tìm, đi bằng súng sơn, đi tìm bằng lói le bắn chết con mạng. Làm sao vậy? Anh qua vào tôi trước, anh đấm tôi trước, em muốn thế nào? À, ông qua vào tôi trước đi, ông ăn, ăn tôi trước đi. Ôi, đánh luôn. Ôi, đánh luôn đi. À, 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 ôi. Ôi, đánh luôn đi. Chơi lên, chơi. Chơi đó, chơi anh em ơi. Chơi, sao ấy à? Chơi lên cái dạo. Chơi lên cái dạo, mày thích cái gì? Ây da. Ai à, nó đơm lại cho chết đấy. Đây đây đây, xuống xe anh. Xuống xe. Xuống xe. Em nói thật mà anh luôn, anh nào vào trong xe anh. Nào đâu? Noạn à? Anh Hải ơi, em nói anh biết em còn đang là con nợ của anh đấy. Anh đừng có rút đồ ra với em. À, nợ à? Hả? Nợ hả? Đó thì mày đi làm mày trả rồi đấy. Mày thì đi sửa xe để đi làm đấy, còn gì hỏng nát bét rồi đi được đâu. Thế bây giờ mày vừa đâm đại ca tao mày tính như thế nào? Ui. Đúng rồi. Đâu tao là đại ca mày. Anh vừa đánh đại ca anh sát một mà. Mày được. Thằng này đại ca tao. Đây đây, thằng này cũng đại ca tao. Mày như nào? Thằng này hai đại ca chúng mày á? Ừ. Đại ca bố mày đây. Mày ngon mày đụng nữa đi. Đụng luôn đi. Ngon như nào? Mày múc đi, mày ngon mày ngon mày ăn. Ngon mà đánh luôn đi. Ăn đi. Mày mày chơi đi. Thôi đi. Chúng mày đụng đi. Chúng mày đụng đi. Giỏi mày ăn đi. Chúng mày định chơi bầy đàn à? Không, ai à. Thế bây giờ đúng rồi, đúng rồi cho nó đủ. Bây giờ tao cứ đại ca bà ca bạc co với mày đấy. Chơi đi. Ờ, mày chơi đi. Mày chơi đi. Chơi đi. Chơi được không? Hay là zone? Hay là zone? Mày là đại ca của mấy thằng kia à? Không. Không à? Rồi, ôi trời ơi. Ờ, hai anh em mình quật cả hai đi. Ôi quật thế quá, khỏi cần tiền thằng này luôn ấy. Tôi không có mấy thằng đệ như này, ông hiểu không? Thằng trẻ trâu mà mà đi đơm thằng đại ca này đi, thằng đại ca này mồm nó hơi xa. Nãy mày đụng thằng này đúng không? Bây giờ mày đưa mỗi thằng 5 xị nhanh. Ôi giờ tao lại mày, tao trong người bây giờ không có đồng nào còn đang nợ. Bây giờ mày, bây giờ mày. Thế tao gọi cảnh sát đấy. Tao gọi mày bolit. Tao gọi bolit. Mày gọi ai? Tao gọi bolit.
Bố mày, bố mày cảnh sát. Là cảnh sát. Đợi xíu mày, đợi xíu. Đéo biết English à? Hãy từ từ để tao chạy xe vào đã. Đứng xe vào. Vâng, vâng, vâng. Để im, đừng im. Xuống nguyên hiện trường này. Xuống nguyên hiện trường, nhìn thế này, đâm đỏ lòm thế này, nhìn đi. Đây, đây này, nhìn máu me be bét này. Đấy, nạn nhân là nằm ra giữa đây này. Nào với chả nùng à. Rẻ chứ. Mày ăn vạ à, dễ nhạy ra nào. Ăn vạ thì đâm người ta bạch thủ ấy, bảo người ta ăn vạ. Ông đâm người ta mẹ lăn mẹ 180 độ mẹ ông bảo. Bây giờ tóm này là ông muốn bắt đèn đúng không? Mỗi người 5 xe. Thế thì ông tránh nhà để tôi đâm cho nữa cho ngất hẳn đi rồi đèn cả thẻ. Đâm luôn đi. Đâm luôn đi. Đâm thử xem nào. Đâm thế nào. Đâm thế. Ok 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 ok. Ok. Mày ăn luôn cái thạch đâm trắng nhưng mà làm xuống. Nằm xuống ấy, nằm xuống ấy. Đây 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 đây. Ông giỏi ông đâm đây. Đây nằm anh em nằm ấy, anh em nằm ở đây đâm. Đâm mê. Đâm mê. Đâm mê. Đâm mê, đâm thử xem nào. Ôi giời ơi. Mỏ thế nào. Tùng mỏ. Để làm gì? Mày làm gì? Giang hồ đéo. Thế bây giờ năm xị mỗi thằng không có nhiều. Bây giờ để tao đóng. Tóm lại là tao nói thật là trong người tao không có tiền thật. Tóm lại okay. Không bệnh à, mày chạy xe sang không có tiền mày phong bạ à? Xe này tao đi thuê à? Luôn xe này 10.000 tao mượn ông Hải, còn đâu 8.000 là tao mượn bà chủ tiệm cắt tóc là 18.000, tao không có một đồng nào luôn. Ok. Thế tại sao mày không đi làm mày mượn tiền? Không đi làm mượn tiền sao mày không đi làm mày lấy gì mày trả lợi rồi gì? Mày là đàn ông sửa xe ra nhóc mày phải đi làm đi. Thì đang đi sửa xe để đi làm mà chúng mày cứ quấy tao vài thì bà đáng mặt đàn ông không? Quấy đâu mà quấy, đâm người đứng dậy đi không như thế à? Mày thế bây giờ nha, tao đứng đây nhá, tao xin lỗi thằng áo trắng, tóc trắng thì tao đâm mày được chưa? Mày xin lỗi hết xin lỗi là khoanh tay vào. Xin lỗi là được à, mày xin lỗi là không là được à, khoanh tay vào đó. Tao chỉ xin lỗi thằng tao đâm vào chứ tao tội gì tao phải xin lỗi. Quấy xuống. Không, tâm lý tinh thần của mấy anh em này là không được. À đây rồi, mày áo mày sẽ tới nè. Đây rồi, cảnh sát tới nè. Mày tới rồi. Ôi chú tao tới, chú tao tới. Ôi chú ơi, chú ơi. Ok, chú à, chú nào? Chú nào? Chú nào? Chú nào? Chú nào nhỉ? Chú nào nhỉ? Anh Hải ơi. Chú nào nhỉ? À đây thì tao xin tự giới thiệu với mày luôn, đây là chú nào? Em anh ruột của tao, anh Hải ơi. Đâu? Đây. Chú nào? Đồng chí nào? Mày ăn gục mày hả? Đây á. Đồng chí này tên gì đây? Anh ruột đéo ấy, trong Phùng Tùng. Ok, Phùng Tùng à. Ngày mai mà anh mày không bắt chức chặt đầu tao đi. Lại tao nói mày biết mày đừng có mà vỗ mồm. À vỗ mồm à, mày để tiếng. Mày ngam thằng này to, mày nhớ nhỉ. Mày tưởng thế nào á. Anh trai gì mà không dạy thằng em đi xe vậy hả? Hết tiền mua liệu chồng rồi, cho tiền đấy. Em không hiểu kiểu gì. Thằng này nó có họ tên đàng hoàng, họ lại tên ca. Đâm người ta thì sai. Tao nói mày biết nha, ở cái thành phố này chỉ có một thằng xứng đáng gọi tao gọi là đại ca thôi. Còn lại là không có thằng nào xứng đáng để tao. À thằng nào. Gọi ra đây. Mày kêu đại ca vào đây. Thằng đấy nó còn cho tiền tao, chúng mày cho tao cái gì đâu mà tao phải gọi chúng mày là đại ca. Mày là gì tao phải cho mày tiền. Thì mày cho tao tiền tao gọi mày là đại ca. Ôi dồi ôi. Thế mày cho tao gọi là mày cho tao tiền đi tao kêu mày bạc ba luôn. Mày cho tao tiền đi tao kêu mày bạc ba luôn. Mà thằng đấy nó còn cho tao đi nhờ xe. À thằng nào? Thằng nào? Rủ ra đây. Thằng gì nhỉ? À thằng Napoleon Khôi. Đấy. Ôi dồi ôi. Đúng rồi, nhà hồ bóng rồi mẹ ơi. Ai cả lìn gọi ai nó cho tiền tao, nó bảo là bây giờ chỉ cần gặp thằng Hải Đần đấy thôi. Là chỉ cần gọi nó ra phát nó xử Hải Đần đấy luôn. Hải Đần ơi, thằng nó kêu mày Hải Đần này. Hải ơi, nó bảo bạn Đần này. Mày bảo Đần nhớ là mày lên không? Không, em đang thuật lại cái xin nhắn của em đang thuật lại. Đúng. Rồi. À, có đồng chí qua đây à, đồng chí qua đây bảo là đến đây muốn mua một số ma túy số lượng lớn. Đấy. Sếp nói lại đi. Tôi bảo lúc nào. Chân động. Trời đồng nghiệp tôi đứng xung quanh đây nói thế mà được à? Anh Hải ơi, nói đi. Rồi sếp nói đi xem nào. Từ giây phút này là anh em mình đó. Đỏ quay tốc luôn. Đỏ quay tốc luôn. Chào anh em nhá. Tùng ơi. Qua tóc đỏ, tôi quay lại đây. Ở đây đồng chí gọi rõ nhá. Ở đây có anh vẫn chắc chắn cái gì nói.
Dạ đúng chứ. Đề nghị mọi người cắt máy quay nha, bây giờ mình đang làm với việc của mình. Cắt máy quay nha. Không sao được, cắt máy quay nha. Cầm lại xin chuyện đó, đi chơi đi chơi. Cấm là cấm thế nào, quyền của công dân người ta chỉ một cười. Công dân mà không được quay ra lại. Quay nha, sao không được xử lý. Mình anh khóa học tội vu khống không sếp nhỉ? Anh cứ đăng đi xong rồi cái trách nhiệm đấy anh sẽ người chịu thôi. Bọn tôi có ảnh hưởng đến uy tín của cảnh sát. Anh chưa biết anh cũng bảo là bố anh đồng chí tóc vàng này có bảo là thế à? Thế anh sếp biết bố tôi là ai không? Anh không xử lý ổn thỏa là ai? Tôi chỉ biết là anh đang vu khống chúng tôi. Đúng rồi. Sếp biết bố tôi là ai không? Tôi không biết. Anh không sợ mất chức? Tôi chỉ biết là anh đang vu khống chúng tôi này. Bây giờ anh xử lý như nào này? Vu khống cái gì đâu, ơ kìa. Lại cái gì đâu bạn ơi. Trời ơi, bé này quay bằng hết rồi, hay còn hỏi cái gì nữa. Trời, có ai biết gì đâu, có ai biết gì đâu đúng không? Giờ kìa, tin hot nghe bảo đồng chí Hoài đòi mua ma túy đá, cái gì. Đây rồi, thêm một đồng chí nữa, thêm một đồng chí nữa, đã vu khống ơi. Không có đâu. Bọn tôi là lên đây này xem xem mương 14 này nó đang ảnh hưởng thế nào chứ. Đăng báo biết thế. Kể ship chứ. Ừ. Có ảnh hưởng lên tôi đâu. Gửi hóa đơn thì kệ. Hóa đơn sếp, ký hóa đơn luôn sếp, ký hóa đơn luôn sếp. Ok, được rồi, anh Khoa học mời anh về đồn với tôi. Ok. Ok. Mời Khoa học về đồn chứ. Thôi xong. Mời anh Khoa học. Thôi đỏ ơi. Anh Khoa học ơi mời anh về đồn. Bây giờ phóng sự đi, anh đi tù. Anh tự giác lên xe để chúng tôi đi theo phóng sự. Thôi xong rồi. Tao chừng quá thì mấy ship thì khinh tôi đi giùm mày. Thôi xong rồi. Anh em lên phường nhá, coi cảnh sát đánh dân này. Bắt cái gì mà đánh đâu á. Anh lên phường làm chứng cho tôi. Tôi đã làm cái gì đâu mà anh nói thế. Ai mọi người á, bây giờ phải có người dân lên tôi mới gì à. Thông mấy ship về đó, mấy ship bắn tôi người ta. Giang hồ đấy anh này. Ừ thì đi lên phường quân. Rồi mọi người có thể đi theo mà. Mà tôi có đâu cập đâu. Rồi mời anh Khoa học đi theo tôi. Ok, tôi có xe, tôi tự đi được. Rồi anh là người có anh đi vô cùng. Ồ anh ơi, đây là cái này. Tôi lên xe tôi nhá. Tôi tự giác tôi đi lên mà chứ tôi có chạy trốn đâu. Anh em tôi vào, thấy gì không? Y8 nè, ship có tiền mua không? Làm gì mà có được. Làm cả đời. Đúng rồi, tôi nhà nước tiền đâu ra. Đúng rồi, tôi buôn bán trái phép, phạm pháp, buôn bán ma túy, có tiền mua được. Em đi âm hết rồi sếp, nãy giờ em đi âm hết rồi sếp. Giải tán đi. Rồi, lên xe, giải tán. Đốc tôi người nhà. Người nhà. Sao người nhờ? Dân nhờ. Chị nước. Làm cứ để trong xe đây. Giám đốc của công ty sửa xe mà phải đứng ngoài à? Ồ. Không hiểu kiểu gì. Anh có biết tôi là ai không? Anh là giám đốc à? Sao công ty làm giám đốc thế? Ok. Còn giám đốc nào nữa? Thì ông kia vừa bảo là mẹ bố ông ấy là giám đốc đây. Bố ông ấy là giám... Không. Bố mới làm giám đốc. Bên cảnh sát này họ không cho người nhà vào xem xử án anh này. Giám đốc marketing, giám đốc sửa xe. Bố ông ấy làm giám đốc cũ về hưu rồi. Thế ông mới bảo là ông ấy, bố mới giám đốc, bây giờ ông ấy là giám đốc thay. Giám đốc bộ phận khác anh ạ. À. Giám đốc bộ phận khác, tôi là giám đốc bộ phận chăm sóc khách hàng. Nhưng mà mình hỏi tí, đẹp ơi. Cái bạn nữ nãy là giám đốc là gì nhỉ? Đấy là giám đốc bộ phận lùa khách hàng. Công nhân, dân sự. Khách hàng. Giám đốc nhân sự. Giám đốc bộ phận là Ali mơi. Ừ. Đấy. Đây đủ chưa? Đấy cho bác giám đốc vào đi đây nhá, giới thiệu. Thế thông báo là cho anh Dép với anh Quang Anh đấy nhá, không có anh tóc xanh đâu. Ok. Ờ. Sao nó không có anh tóc xanh? Mẹ phân biệt đối xử à? Toàn người nhà. Anh Dép với anh Quang Anh vào này. Ai trời. Sao có đồng chí? Đấy, nãy có nói gì đâu nhờ? Đúng rồi, vừa nãy là các anh Dép cũng nãy còn nhấn mạnh lại một lần nữa cái câu nói của anh Khoa học. Ờ đâu, nói gì đâu anh? Không gì anh nhỉ? Không gì nhỉ? Anh nói lại cho tôi xem mà. Tự do ngôn luận mà, đúng không? Hình như... À, em biết nãy em nói gì rồi. Em nói là câu của anh em, đồng chí Hoài rất đẹp trai. Đấy, đúng không? Ui à trời, chơi mà gu không? Chơi mà gu không? Chơi mà gu không? Như này chắc là... Đâu? Chắc là tôi phải biết luôn cái đấy phạt cho nhanh thôi. Ok, đi trời ơi. Mà làm sao 2022 khen đẹp trai rồi không bị phạt như nào nhỉ? Đéo hiểu kiểu gì. Khen đẹp trai cũng là một cái tội. Theo như mức phạt bây giờ ấy, khống sẽ là 3.000 cộng vào 2.000. À, đi 20.000 đi. Anh ơi, sếp viết 5.000 thôi, còn 15.000 chuyển em đi. Anh ghi 200.000 cho em. Ông anh cùng Khoa nhà em chưa bao giờ thiếu tiền. Nhá. Ghi 200.000 cho em. Có phải giao không anh nhỉ? Ghi 200.000 sếp. Chứ sếp ơi, em giỡn mà sếp.
giỡn mà, nhìn ghi tiền em không hết tiền sếp ơi. Trời ơi, lỡ gì bảo sếp bán bao nhiêu đấy. Không có nhiều tiền, không ông già nhiều tiền thôi, nhưng mà ông già đi công tác rồi. Không, nhưng mà đi tám mà, đi tám mà. Anh này, không phải là anh không thích nói gì, anh nói ảnh hưởng uy tín người khác. Sếp có uy tín đâu mà ảnh hưởng. Anh buồn cười thế nào. Thật bây giờ sếp đã bây giờ làm cái vote đi. Tôi không uy tín đấy thì tôi cứ làm đúng luật tôi làm nhá. Nhưng mà hôm bữa tôi ra tôi bảo sếp là điều tra cái thầy ông nội Chí Phèo là tỉnh thấp bồng con ở bệnh viện, kêu đồng chí ra điều tra liền, mà đồng chí cứ hứa hẹn đồng chí không ra, có phải là đồng chí không có uy tín đúng không? Mất uy tín rồi. Bây giờ tôi bảo anh là sau động đất tôi vào tôi không thấy anh đâu. Tôi xử lý cái kiểu gì? Ừ. Đồng chí không có thì xử lý cái kiểu gì? Không thấy ship là ai mới là người không có uy tín đây? Anh Phùng Khoa Học. Ship anh báo xong rồi anh không có mặt ở đấy. Tôi xử lý ship kiểu gì? Sếp phải ra luôn chứ, đợi động đất xong rồi biết bao giờ đúng không? Anh thì bây giờ tôi đi hôm đấy là tôi vẫn phải sắp chốt đi lại liên tục, không phải là ở trong thành phố đâu. Bây giờ biết thì bọn tôi bây giờ bận bịu lắm, bây giờ cả trên sa mạc nữa, trong này nữa. Tôi đang đâu mà có mà qua chốt không thấy ai, nhưng mà qua từ anh Khoai giản tải cho anh em cảnh sát qua qua quán karaoke là thấy mấy cái xe cảnh sát đỗ ngoài, còn giảm áp lực đấy. Há thế xe nào thì chốt cả. Chắc là đi vịnh hay sao ấy nhờ. Đi vịnh hay là đi bia ôm hay sao ấy. Các anh lại bắt đầu rồi đấy. Đâu. Đến lượt anh đem đi cho anh đem. Không. Bọn tôi nghi vấn mà. Nghi vấn. Sếp chắc là cho mấy em gái rồi gấp tiền bằng bia hay sao ấy nhờ. Ủa anh đưa chị á sếp, sếp lấy vậy sếp. Anh là si su si ở trên đồi. Tôi lo cô la và lý này đi nào. Sếp ngoài mới lấy trong gói tôi mới có hộp năm mà. Ủa sếp nhận cái gì sếp. Rồi anh có học và tôi gọi lần này tôi cảnh cáo anh nhé, tôi biết anh cũng phải phạt 1.000 thôi, anh nhớ nhá. Chứ bây giờ không phạt thì cũng không được. Anh thấy là cũng hơi nhiều lần rồi đấy anh có học ạ. Vâng em chừa sếp ơi. Rồi bắn như nào hả chú? Bắn cùng luôn. 5.000 một ván. 5.000 một ván á. 5.000 ấy. Thì 5.000. Ai giả. Có tiền đâu. Ai giả. Có tiền đâu mà đi bắn. 5.000 một ván. Có tiền đâu mà đi bắn. 5.000 một ván ấy. 250 đô mà. 5.000 đâu. Có tiền đâu. Nhất ăn tớ. 5.000 một ván. Nhất ăn tớ. 5 cái đây. Vừa mắc đi. Vừa mắc trước đi. Vừa mắc quá. Được. Alo, nhưng mà chú Chí Phèo ơi, cái này là 1-1 hay là như nào? Đây E này, rồi 2 đang chờ này. Ôi, rồi ở đây đây, ở đây. 30 giây nhấn E đây. Rồi nhấn E đây. Nhấn E, nhấn E. Đây rồi, đây rồi. À, bấm E đây. Nhìn đây này. Tao là tao. À, chuẩn bị nha, sĩ tử ơi. Tao là tao. Ủa thế nào? Ai mà tao thì tao mấy là à? Ai? Ê, 10 giây à, 8. Ê, rồi, ok. Đừng rời khỏi nhá, đừng rời đất khỏi ăn tất. Nhất là ăn tất cái chỗ 250 bao nhiêu mấy? Đồng mỗi người này đấy. Rồi. Đúng đâu? Thôi đi, con mạng giật vậy. Tao chết mẹ rồi. Alo, sao không tỉnh dậy được? À đây. Nhơn. Đóng rồi. Ui, giật thế. Ok, con mẹ. Anh thế nhập, có 2 kiếp. Đéo được rồi. Tớ bình tĩnh. Đây rồi. Ba kịt. Ơ các nhóc chết. Ông hack ơi. Ông già hack này. Ơ các sốc. Ôi. Ông già hack. Đâu ấy nhờ. Móc lốp liền. Ôi. Mà mày không bắn đi hốt được kìa. À, mà đéo biết là bao nhiêu nhỉ? Từ thơ. Cảm ơn em nhá. Được chưa? 7 người. Nhá. Ái, còn mà. À, cay thế nhở? À, thằng gian lận, bạn vừa tàng hình nhưng chúng... Đây rồi.
trời ơi. Tao ý nhừ. Nó mà cứ lúp với thề. Từ bình tĩnh. Ôi hết đạn. Tao vừa một viên đã hết đạn là thế nào? Ok. Thằng súng tao à? Kiểu gì? Ôi. Thề sao cái súng cứ bắn nó một viên là hết đạn vậy? Fucking shit. Từ bình tĩnh đáp ơi, bình tĩnh. Bắn súng lên để ngắm á. Bây giờ mới biết trời. Giờ mới biết. Ui giời ơi, giờ mới biết rồi, hiểu chưa? Vừa quát đạt kim đấy. Ô kìa. Hay thế nhở? Không được. Hai mạng. Ô ai ạ? Ôi da. Ê ôi giời, chú chỉ vãi cả. Ta lăn chuột lên trời. Đéo hiểu kiểu gì. Ô kìa thầy, cái kia mình điều vách cả lịch. Đây rồi. Ai? Mẹ mà làm sao ấy nhỉ? 25 lượt hạ. À dạ. Thì mình cũng gần, mình 18 kit mà. Vai cả biểu thôi. Không phục. Cái lồn má không phục. Thề 24 kill rồi. Thề. Căng thẳng thế nhờ. Không phục, không phục. Đéo nào rồi, mẹ mày mất 250 đô, nó đéo cho vào. Mẹ mày đứng lên lại từ nãy à. Lại đi, không phục, lại đi. Bây giờ mới chơi này. Má, làm cái tập này lừa lấy 5 nghìn. Cày thế nhờ. Chết mẹ nó bị nhiều não rồi. Không sao. 2 elo mà bắn. Nhiều não cũng được. Mỗi thằng chuẩn bị đưa tao 250 đô thì đéo phải bắn đâu. Am tự tin nhở. Đéo đâu. Tự tin thế nhở. Sao nó lại có thể cho người vô địch đứng ở ngoài được kìa. Vào đi. Thầy rồi. Người tập trung này. Tăng Hải. Anh Khoa. Ok. Được chưa? Tắt bờ kin. Kíp bờ kin. Ok, hết súng rồi. Ôi giời ơi! Quá kịch xịt. Ok. Nó hết đạn chứ. Ôi hiểu kiểu gì. Ôi chà. Nhà vô địch này. Anh ạ. Ê. Ai thế nhờ. Ui bắn. Ôi trời ơi, tí nữa thì chip mờ kín rồi. Trời ơi. Ý được. Làm được các bạn ơi. Làm được. Mình chơi cam. Chơi cam. Chơi bẩn. Bị con mỡ. Được rồi. Một phát nữa mình phải hai mấy kim. Ui! Thắng không nhỉ?
gì đi? Nó phải như thế, trời ơi. Đã bảo leo rồi rồi ơi. Mày sao chết rồi? Tưởng mày cái gì? Ô kìa. Hải ơi. Con mẹ mày sao? Nó chết rồi. Nào. Ui bị sợ hết quá. Thằng bị bắn sao tự chết rồi. Ôi mẹ nó chết rồi. Alo. Đầu não quá. Súng sao làm đấy. Ôi. Thôi qua xe kéo anh ơi, gọi cho đếp quỷ nha. Tôi là hạt sữa. Ôi sao đây? Anh em bị sập sẹo à? Đi. Cứ bảo bắn cứ té nào. Cho điếu với cho em. Cho em một điếu với. À còn điếu với em xong mất rồi. Không có luôn đâu. Một điếu với. Đi bắn thuốc nào được. Điếu nào hết à? Đây là đếp. Một điếu cho anh em. Đó, điếu nào. Đây rồi, đây. Anh em điếu với anh em nhé. Thành rồi. Bà Súng Sơn chết rồi. Kìa. Tao hai điếu rồi. Alo, đây chính quyền này. Đi lên đi. Ê, trong cảnh sát. Hay là bây giờ cùng con xe này phi thẳng vào cái cây xăng xong rồi nhảy qua đi. Anh có tiền không? Sao lại không có tiền? Ôi trời, anh ông anh trai không biết tôi là ai, đã bảo là giám đốc thì không thiếu một cái gì, chỉ có không thiếu cái gì ngoài tiền nhá. Thế là chỉ thiếu mỗi tiền thôi, còn cái gì cũng có. À con mẹ nhầm, không thiếu. Không thiếu cái gì kể cả tiền chứ. Con mẹ này em nghe quen lắm rồi. Thiếu nhiều tiền lắm. Anh này bây giờ anh cần bao nhiêu? Bây giờ em cần 18.000. 18.000? Ừ. Anh có không? Thế bây giờ cho có gọi đại ca không? Gọi đại ca từ cả đời luôn. Không phải, không còn gọi đại ca, tôi với anh là bình thường. Nhưng mà hôm sau bây giờ tôi cho anh 18.000 nhá. Hôm sau anh vào nhá, anh phải đánh sếp Namoleco bảo là bây giờ tôi là đại ca đấy, được không? Thì tôi đưa anh 18.000. Em thề với anh luôn, riêng thằng Napoleon Khôi vào em cho nó ăn không còn cái răng nào luôn. Được, nhớ mồm nhá. Nhớ mồm luôn. Nhớ, ngoặc tay nhá. Đâu đưa số điện thoại đây, chuyển luôn. Ngoặc tay luôn, chỉnh tay lên rồi, thề luôn. Xong rồi lúc mà đồng chí Napoleon ngã xuống thì bảo là đép Nguyễn là number one, được chưa? Okay, khi mà không còn cái răng nào. Đấy, được rồi. Ok anh luôn. Ok, được, đưa cái số điện thoại đây. Đây. Bắn cho 18.000 luôn. Em tưởng cái gì chứ riêng Napoleon Khôi một đấm. Hôm nọ mà không có bà chủ Missy Food cả em đúng thì không? Là ăn đoàn với em rồi đấy. À, thế cơ. Thì anh lại phải hỏi bà chủ Missy Food rồi. Bà ấy quả tên nửa là mày dọa em chứ không thì em đấm rồi. Ôi trời. Đi rồi ấy. Em chị tôi đấy, ông đấm cả bà chủ Missy Food luôn á. Gấu phết cả. Ý có nghĩa là sao? Em định xử thằng Napoleon Khôi mà bà chị anh rút quả tên nửa ra bảo là của tao. Hiểu. Không là em xử thằng đấy rồi. Hiểu được, có khí phách ấy. Dài có khí phách ấy đây để em. Đơn giản anh ạ. 18.000 đúng không? Thế bây giờ cần 18.000 trả lợ đúng không? Đúng rồi anh. Đây nhá, thế cái sếp mõm kia cho bao tiền mà anh sếp gọi là đại ca? Sếp mõm kia thì em cũng tâm sự thật luôn là cũng nuôi em vài bữa cho em vài nghìn. Nhưng vài nghìn. Bắt em gọi vào đại ca xong bắt em chui cốp là em cũng hậm hực lắm rồi. Rồi hậm hực đúng không? Đấy, thấy không? Giám đốc kiểu gì mà cho có vài nghìn như thế này. Hiểu vấn đề chưa? Ui trời ơi đại ca, trời ơi em nói thật với đại ca chứ. Bây giờ thì đại ca xem nhá, mai hôm nào mà em chỉ cần đấm hạ nó xuống một cái thôi. Em chụp ảnh em. Chụp ảnh vào nhá. Gửi cho đại ca luôn. Ôi, nhớ nhá. Lưu em đại ca ra đây ra quán nước này, em riêng em. Ê đỏ ơi, đỏ ơi. Tao lại với. À, giới thiệu với anh em anh Tùng Mõm đệ tử em mới kết nạp nhá. Là anh khúc em... nào vô xong nhìn mấy anh cảnh sát đẹp mà mới kết nạp. Từ. Mọi người nghe em ơi. Ông em Tùng Mõm này tuyên bố cái gì với sếp Napoleon Khôi này. Đây tuyên bố lại đi. Em bảo với anh rồi, từ hôm nay trở đi anh là đại ca của em. Hôm nào em gặp thằng Napoleon Khôi em bẻ hết răng của nó em tự bại với em đưa tay. Đó mà hồ bẻ được không chứ? Hay nhá. Hay. Bẻ rồi đấy. Nhớ chế dạo này nhưng mà có biết là ngày xưa là sếp Napoleon Khôi làm xong ngành công võ công là cao cường có bẻ được không? Thế em lại cũng xin tự giới thiệu với anh cái bộ tóc này là chẳng qua là bà chủ tiệm tóc cứ bắt em đội vào chứ không thì em từ Thiếu Lâm về em chọc đấy. Nếu mà không nghe nhầm thì hôm đó ông Tùng Mõm này giao lưu ông Napoleon Khôi một lần thì đánh ông gãy răng
Ôi giời ơi, tưởng thế nào. Tóc lỏa luôn là hôm đấy là em là đáng nhẽ là em đắng nó rồi nhưng mà tại bà chủ Mi Phi phút ta đấm em 5 cái không đấm lại đấy. À, hóa ra bà là đấm nhưng mà mình không đấm dám đấm lại đúng không? Mày dám đánh thằng anh tao cay chứ. Ôi giời ơi. Thôi, thôi đấy. Trước trước sau có cái gì đây? Nhưng mà ai phải thế nào ấy? Thằng nào vừa thấy thằng nào đi qua không? Anh em vừa thấy thằng nào đi qua không? À, nhìn thằng nào mở nhạc đấy. Anh ơi, ai mở nhạc nào ấy? Thằng kia. Thuốc nào? Một lâu rồi, chứ đấy. Không phải thằng lồn cái cây đó giờ. Anh ơi. Là xe gì đó đây? Mà nghe quen nhở? Mà anh em lấy mấy con xe anh em tông chết xa ngay không? Đây, lấy xe ra. Đi, chở em đi lấy xe cái. Em lấy con Camacho em đuổi nó luôn. Mẹ thằng Gôn này. Đi, tông nó, tông. Nó đi 8 này nó tông con luôn anh ơi. Mát. Để con mẹ mày té với nhau mà. Rồi mày đọc luôn rồi. Con mẹ à mày cay thế nhở? Ngoại à mày. Yêu hiểu kiểu gì? Gọi bác sĩ chưa? À. Ôi ơi các đồng chí ơi. Ôi ơi. Trời ơi. Yêu hiểu. Chết người rồi. Cái thằng đầu hồng kia kìa. Sao mày đổ anh em tao? Ô ca. Bố mày sai. Nhiều máu thế nhở? Đúng rồi, bố mày là sai. Nhiều máu thế. Anh Hải. Anh ơi. Anh Phùng Hải. Đây. Thì là hai thằng cu em này tông em ăn Phùng Hải ạ. Cái gì? Mẹ tông nó nhưng mà em nằm lăn ra đây chết. Anh nhìn nó có hợp lý không? Anh cảnh sát đấy. Bây giờ đầu tiên là cho anh... cậu đem Nguyễn này về bệnh viện đã. Xong rồi thì nên lấy rồi tiếp nhá. Anh cảnh sát đây em mang về nhá. Ôi hiểu kiểu gì. Anh ơi cho em hỏi. Hỏi gì đấy anh ơi? Em đâu biết hỏi gì, tại sao em lại chết nhỉ? À tại sao em lại ngất nhỉ? Anh có biết tại sao em vừa kiểu đập vào đâu ấy? Không nhớ cái gì hết. Ôi giời. Lý do nó hợp lý thế nhở? Thằng nào to mồm ngoài sảnh ấy chở vào đây gặp tao này. Thằng cu em này nó hơi lon, tính tông xe xong rồi ăn vạ thì nó hơi lon. Ê à, thằng nào bảo mình lon đấy nhở? Mà cay thế nhở? Như nào ấy nhở? Nào nó đấy. Em lắc được à? Ui em mày nằm đâu mà kín thế nhờ? Bác sĩ ơi, chảy máu hết chết rồi. Sao anh? À không, em có cắt thăm. À anh em khỏe rồi, em nghe giọng chị em khỏe luôn rồi. Đây. Okay. Anh em gì ơi, bệnh viện nhỏ nhặt anh gì ơi. Bệnh viện nó còn biết bố nó là ai không? Chịu ấy bác sĩ à, chịu đang cảnh sát vào đấy bệnh viện rồi nó còn hỏi biết bố nó là ai không thì em trả lời được. À đây cái thằng đầu hồng đúng không? Mày có đúng trả tiền viện phí cho bố mày không thì bảo hả? Hay cái thằng cu em này chạy ngược chiều tông người ta còn đòi tiền viện phí à? Như nào ấy nhở? Em cu em nào chạy ngược chiều, mày chạy ngược chiều mày đâm vào bố mày, bây giờ mày lại bảo là tao bố mày đâm vào mày. Hay thế bố chắc chưa? Bố à. Chắc rồi, bố chắc chưa? Thế bây giờ nha, bố đâm mày mà bố lại lăn à. Bố mày lăn ra chết thế bố mà ăn vạ lại à? Thế nhưng mà cái này người ta còn ăn lại ngu với bố à? À thế mày bảo bố mày ngu luôn đúng không? Đúng rồi đấy bố. Đấy anh cảnh sát thấy thằng con nó gọi thằng bố nó ngu luôn kìa. Mẹ em khổ thế, thằng này nó không biết là nó học cái trường nào ra. Tôi đang đợi cho hai anh nói chuyện nhau cho anh nằm mình đỡ buồn mà. Xong thì anh tỉnh dậy thì tiếp tục câu chuyện. Ui, anh cảnh sát em mà tỉnh dậy thì anh lấy anh cho em mượn cái dùi cùi anh em nã thằng này 3 phát. Mẹ em nó bay mẹ mày về quê luôn. Thằng Ngôn không hiểu là ai dậy đó. Thế à... anh Dép là trong lúc này là dạ. Đầu óc có tỉnh táo không nhở? Thuật lại câu chuyện lúc nãy đi. Ôi anh ơi, xem hai người nói có khớp nhau không? Em ở đây nha, em thông báo với anh cảnh sát luôn là em lên xe.
Em đang đi xuống gara 1 để em lấy con xe để em chở đệ tử của em đi cháy phố, đi chơi. Thì tự nhiên có một cái con xe của đây, đây anh đầu hồng anh đâm một phát. Thế là theo quán tính của cái vụ đâm nhau đúng không, mọi người đúng không? Thì không sao, nhưng mà tự nhiên em ngồi cái vị trí nào, cái góc nào em phi con mã em ra ngoài cửa sổ nằm thẳng cẳng luôn anh cảnh sát ạ. Thế em... là anh cảnh sát ơi. Em nằm im luôn. Thứ nhất là tham gia. Cho mình hỏi Dép vài câu đã. Vâng vâng. Ờ thế Dép đi xe gì nhỉ? Em có đi đâu, em ngồi ghế hành khách mà. Nhưng mà xe gì? Xe BMW i8. BMW i8 à? Đi đi chiều bên nào của đường? Đi chiều bên phải của đường. Thằng này nó đi ngược chiều mà nó cũng đi chiều bên phải của đường luôn, nó đâm vào em. Thế là em mới bị bắn ra khỏi cửa kính. May quá chứ bạn, may là em có ảnh chụp màn hình từ điện thoại nên là em đi đúng đường. Nhưng mà anh này đi bên phải là bên phải đi lên bệnh viện đúng không? Đâu, bên phải là đi bên phải. À đúng không? Nó nếu mà đi lên hướng từ gara 1 lên bệnh viện thì nó đi làn bên trái, còn em là đi từ gara 1 xuống là em đi làn bên phải. Đấy. Anh hiểu vấn đề chưa? Thế mà nhưng mà tại sao bên phải, bên trái của cái đường lúc từ đi bệnh viện xuống ấy lại có vết xe, vết phanh xe với cả là xe anh này lại thì đâm nhau bên đấy. Đâm nhau xong rồi xe nó trôi ra đấy. Xong rồi lúc đấy thì kiểu cái hướng người của em ấy, anh có chơi FIFA không? Đấy nó ZD ra ngoài. Thế nó hơi cứa lòng ra bên đấy một tí. Thế là chả nằm đấy thì nằm đâu? Chứ đâm nhau nó bay thẳng thì em thấy rồi, nhưng mà hôm nay là nó ZD một tí sang bên kia. Anh hiểu không? Bên trái lề đường. Bây giờ nhá, giả dụ nhá, theo góc nhìn của Dép nhá. Vâng. Là lòi le đang đi từ bên trái lên từ ga xe bệnh viện đúng không? Ok. Vâng. Bây giờ Dép từ bên phải đúng không? Vâng. Đấy. Mà bây giờ cái vết phanh ở lại ở bên trái đường mà cái xe lại bay sang bên trái luôn. Không biết là đâm kiểu gì ta, mà đâm móp đầu được. Đâm từ bên phải qua, xong rồi xe nó trôi ra. Trôi bên kia thì lúc mà trôi xe sau khi đâm nhau xong đúng không? Hai cái xe đâm nhau xong đúng không? Thì cái bánh nó mới lết xuống đường, chứ bây giờ như kiểu anh cảnh sát anh đi bình thường anh có thấy vết lốp xẻ ở đường không? Thì rõ ràng là nó phải ma sát gì sau vụ gì đấy thì nó mới để lại dấu vết chứ. Sếp ơi, em bảo sếp này, sếp thấy tự nhiên mà tung làm bên phải mà nhìn xác của này bằng các thằng kỳ đấy bay theo kiểu vòng ZD từ FIFA đúng không sếp? Vòng có bên trái không sếp? Đéo biết, xe này ngày xưa chắc là Beckham đi nó hơi cứa lòng một tí mày hiểu không? Tên tao mới bay quán tính cứ từ đang nghe từ hai phía mà. Vâng, thì em được cái là em nhanh tay em chụp cái ảnh từ điện thoại của em lại nên là em có bằng chứng. Anh nào? Đăng lên toác xem nào. Ừ, đăng lên toác xem nào. Ok, kìa, nãy em hỏi sếp lấy không, sếp kêu lại để sếp tự chụp mà. Đấy, nhưng mà sếp cho em bảo. Sếp cho em bảo nhá. Anh hỏi tôi bao giờ ấy nhờ. Ok, nãy ở dưới đường thôi, là sếp ơi, sếp xem lại ảnh chứ à, sếp chụp ảnh chứ là để em chụp. Sếp kêu là ừ để, cứ để đi. Sếp để em, đây, sếp đã thấy vụ đâm nhau nào mà tự nhiên là một người ở trong cái vụ đâm đấy lại có ảnh chưa? Mà có ảnh thì chắc chắn là người ta chụp ảnh, mà chụp ảnh là người ta sử dụng điện thoại lúc lái xe rồi. Thêm một tội cái thằng ôn này. Trời ơi, sếp ơi, em xuống xe ngay là này, sếp này bây giờ sếp nó vừa lái mà nó còn vừa chụp ảnh nữa mẹ em thằng. Đây là sếp này, trước khi em xuống xe nhá. Là em bị một anh nào đi chung với anh này đấm vào vùng mồm em sếp ạ, kêu là em thích tung bằng anh em của tao. Đấy sếp. Ô cái này không có anh ơi, cái này không có, em không nghe ai bảo ai bạn em bảo là mẹ em thích. Ông bị tung mất mẹ rồi, ông nghe được cái gì đâu. Ôi giời ơi. Nếu mà như anh Dép này, tất cả anh Dép, bây giờ tôi đang đứng ở một phía anh Dép nhá. Xong rồi tôi sẽ đứng ở phía anh Lòi Le sau nhá. Bây giờ ví dụ mà như kiểu anh Dép mà tất cả anh Dép nói là sự thật nhá, thì anh Lòi Le này dàn dựng rất kinh. Đúng, rất kinh. Bởi vì đã đi ngược chiều này, xong rồi tông này, xong rồi xuống xe lấy điện thoại ra chụp ảnh để làm bằng chứng ngoại phạm. Đấy. Nhưng mà liệu một người mà bình thường là có đủ can đảm này, tất cả làm việc đấy không nhỉ? Có thằng này đó, nó ngu nhưng mà nó lưu manh lắm sếp ạ. Để em bảo với sếp nha, thứ nhất là em đang mở cái bài là biết bố mày là ai không ở trong cái radio của em đấy. Thì đấy ông sắt tao mau lại, thì cái ông này đi với ông nào á, thì thấy là thằng kia nó mở nhạc to quá, xong rồi bắt đầu lấy xe dí em sếp ạ. Có lúc mà em đang chạy được từ cái đường ga 1 lên á, từ là đi đường là đi lên bệnh viện đi bên phải nha, đang chạy lên thì anh công kia tông thẳng vào đầu xe em sếp ạ, nó có đùng phát đấy, còn anh này rất là có xe. Nhưng mà sếp thấy không? Từ đến ngoài đường cho đến vào bệnh viện nó vẫn hỏi em là bố nó là ai. Thì sếp thấy là thằng này có giống cái thằng chẩu không?
Thì sếp nghĩ là lời khai của em đúng hay lời khai của tôi nó đúng. Tôi cũng thấy hơi chầu chầu đấy, nhưng đấy, mà tôi vẫn phải đứng ở hai phía để xem là có nhìn của ai đúng ơi, hơn. Chả liên quan gì, sếp ạ, bây giờ em em có chầu đi, nhưng mà em sống thì chính tôi có bảo anh thế nào đâu, chứ, tôi bảo anh chầu, tôi bảo anh sai chứ, đâu. Chứ bây giờ mà đâu mà mấy thằng kiểu phèn phèn, mấy thằng kiểu trong trường thân, nhưng mà nó phèn lắm, sếp mà nó không nhận sai đâu. Đấy, 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 anh thấy không, công kích cá nhân đấy, cái thằng này. Thế bây giờ nhá, đứng góc nhìn của Lòi Le nhá, là Lòi Le và Lòi Le đi bên phải được, từ bệnh viện, à từ gara bệnh viện đúng không? Em bảo mình phèn đi. Anh kia đi ngược chiều đâm Lòi Le đúng không? Vâng. Cái này có vẻ dễ xảy ra hơn này. Đấy là đầu móp này, xong rồi phanh phanh lết bánh này. Bây giờ anh sẽ nhìn nhé, em đang chạy với một vận tốc là khoảng tầm 30 km/h. Anh bên kia chạy khoảng tầm 30 cái đầu khóc tao này, 30 mà đâm đâm nhá, tao bay ra ngoài được, tao bây giờ anh chạy 30 tôi xem nào. Bây giờ anh chắc không à, em chạy được 30 thì sao hả? Mày chạy, tại vì em đang mày chạy 30 đấy. Phố mà thì em bật từ hơi để cho mọi người cùng thưởng thức. Alo. Cùng lắng nghe. Đúng à? Phố của thằng đầu trắng trắng không? Đầu trắng trắng là ai? Đầu thù thù mà đi qua xe. Trả cho đã. Đầu xù xù, đầu xăng xăng lái. Xe kia phải đi rất nhanh thì mới đâm bóp đầu như thế. Khoa á? Bên kia họ là xe xe đề 3 trong có khoa có. 150 km/h. Ơi. Ông nợ em 5.000 đấy. Khoa học quá. Đúng rồi. Ok, xe đề nợ 5.000. Nó bắt em ngồi lên xe nó bảo là chỉ cần đi theo nó ra chửi cảnh sát quay quay câu, nó cho 5.000 chửi xong, nó bảo tí nó quay lại nó đưa rồi nó đi mất rồi. Đợi tí đòi cho mà, anh nhớ phải đòi với em đấy nhá. Đợi tí đây. Anh đòi luôn hộ em. Rồi. Làm ăn vớ vẩn, làm ăn uy tín. Đi chung với quen với lên đi cảnh sát ạ. Tí đòi nợ đã. Thế mà đối chất được. Đây. Mới đâu anh đâu nợ 5.000 nữa. Bây giờ cơ bản là bởi vì là không có bằng chứng cụ thể ấy. Vì giờ đây. Nhưng dù mà cho tôi có tin lời của anh, lời khai của anh hợp lý. Alo, gì đây? Không có bằng chứng. Sao có cu em nó bảo anh nợ 5.000, bảo là ngồi lên trên xe ra chửi cảnh sát, anh đưa 5.000, nhưng mà sao anh không đưa nó đây? Bây giờ mà người ta gọi làm nó tìm anh nãy giờ. Trời ơi, giang hồ mà không thanh toán là chết con mẹ a rồi. Nhá. Bây giờ thanh toán cho cu em gái nó nghèo quá. Vâng. Rồi ok. Bây giờ sếp căn cứ theo cái đó là đúng chiều này bên này không phải sai. Đây nhưng mà tôi lúc nào cũng làm việc theo đấy, đồng chí này đâm tôi, đồng chí Tùng ạ. Đâm đấy. Đây. Nhưng mà là đâm đồng chí hiểu không? Đây. Tăng tóc hồng nè. Tùng ơi. Sao anh Hải? Để anh xử lý xong đã rồi làm gì thì làm. Tao nói cho mày biết tao lẻ mặt anh Hải tao nhá, tí anh Hải tao xử xong mày liệu hồn tao đấy. Đấy mày biết bố mày là ai không? Đây nó lại hỏi biết bố nó là ai không? Thế thì tao nói thật cho mày biết luôn, đến bố mày hỏi cái câu bố mày là ai thì tao làm sao biết. Cái gì ấy nhở, tao bố mới nhở. Không, mày hỏi bố mày là ai là mọi người không hỏi cái nhở. Tao biết đấy, tao biết đấy. Bố ai? Tao biết. Lời lên đấy cả với cả anh Phùng khoa học này có họ hàng gì không nhở? À có. Không anh ơi. Em là không quen, em không biết là Phùng khoa học. Lúc nào cũng hỏi là bố mày biết bố tao là ai không? Đấy thằng này là con, còn ông Phùng khoa học kia là bố. Ôi trời ơi, tao tưởng mày này. Đây, ôi, cái phong khoa kìa. Ôi giời ơi. Ok kìa. Con mẹ à. Ôi. Ôi kìa, đâu rồi? Đâu rồi? Nó mất tiêu rồi. Trai đâu đó? Mất xe, mất xác luôn rồi. Đâu ơi. Ôi giời ơi. Anh ơi. Đúng rồi. Sao đây? Bác sĩ đâu? Này, tôi cứu tôi bác sĩ ơi, Bác sĩ ơi, đừng cứu, tôi cứu bác sĩ ơi. Mọi người nhịp ra, cứu đi, tao mới trả tiền cho mày được. Nhưng mà bác sĩ cứ cứu. Anh này thiêng nhở, vừa gọi tên anh này cả, anh này nằm đấy luôn. Nằm luôn. Hình như cái này đi chung với cái ăn đầu trắng ấy. Ê, tao hỏng này. Tao nói mày biết là mày đừng bao giờ động cái đại ca của tao, mày hiểu không? Ở cái xã hội này mày động với ai cũng được, chứ mày đừng động với đại ca của tao. Nó lại hỏi bố đấy, nó lại hỏi bố đấy là anh kìa. Anh là Lê ơi, đây là công cộng nhá. Anh ơi, em nói thật với anh Hải luôn là em là em của anh mà anh lại cứ nói thế. Không, tôi bảo anh lời Lê mà, Tùng. À, ui dồi lại còn nói nè, em tưởng nói rom cơ. Nhìn đúng kiểu nói rom luôn. Như nào nhà bố mày có nói gì kệ tao nha. Nãy tao nói bố tao nói thì chả kệ mày thì tao làm gì mày? Ơ, lên sao? Nhét lại vào trong rồi, nhét lại vào trong rồi. Mọi người ơi, nó nhỏ trong bệnh viện nhá. Thằng bệnh viện mà cứ lòi với giom thôi.
Nhưng mà nó náo đại ca, nó dám động đại ca là nó náo. Thôi bình tĩnh, đây là tâm. Mấy thằng cu em đi theo à? Sao đâu anh? Thằng gái bị cắn xe quạt rồi. Ôi giời ơi, ok. Ô, đi với anh mà. Sao anh nằm đây đấy? Ai biết đâu mày gọi nó thử coi nó gì chưa? Ừ. Nó mới gọi tao nè, Quang Anh ơi, mày bảo là tao mới chết, không nghe thôi được. Đây, hỏi Ngô Bá Hải đây gọi cho. Em đi đâu không về. Hai em đi với nhau, một ngất, một mất chết. Một bị bắt thế này. Đây nè, nãy tao kể. Alo. Ơi, alo. Làm gì đây? Thằng Hải đi rớt xuống. Mới bị cảnh sát bắt, mới được thả rồi. Về bệnh viện đi anh Khoa. Thất tình tự tử đu cây mận đâm vào đâu giữa ca sĩ sinh không may giới sinh mất có kim tiêm không chết vì tình chết vì sida đang ở viện rồi nhá. Đây, luôn đi. Thằng hồi nãy ngái nó chữ là đầu bùi cảnh sát bắt đâu đi. Cày thế nhở? Mai ảo không hiểu kiểu gì. Xong rồi nó mở cửa xe, nó lên xe xong rồi vừa bắn súng điện nó gớt xuống người ta mới chạy luôn. Ôi ôi. Đi ông đỏ vui lắm. Đi tù anh hay đi đâu? Đi tù mới sao ấy chứ. Rồi. Đi chồng có xác. Anh ơi. Đi tù sao? Em này em mới vào thành phố được thời gian mà em chưa nhúng hắt tràm nào ấy. Anh thấy đây. Nên là nhúng vài hắt tràm. Đây Tùng nhá, đây là giới thiệu cái đầu với Tùng. Đây là ông anh của tôi. Đây ông anh phim khoa học. 10 điểm đấy. Đây là gọi là chùm sỏ của thành phố này đấy. À, muốn vào giang hồ là phải qua à. Ông này hiểu chưa? Bảo lại bạc trùng thế nhỉ? Trùng thỏa mà làm đây ôm bụng thì cũng thôi. Giới thiệu bản thân nhau để tao giới thiệu bản thân tao cho. Tao khăn chừa cai của mình tao chấp hết. Thì đây. Bắn đấy nhỉ? Nói cho mày biết luôn, em nói cho anh biết luôn, anh có biết em là ai không? Dạ. Anh biết thằng Khánh chừa cai là ai nhất không? Ai? Nó sợ bầu trời đấy. Lúc đấy lại là Khánh Sơ Cai sợ bầu trời, tưởng sợ sếp. Anh tao là Khánh Sơ Cai. À đây Hải đây rồi, Hải ơi. Làm em thằng nào? Hải ơi. Hải ơi, nó sao Hải? Sao cái gì mà sao? Cái gì nó đó đi. Đéo hiểu kiểu gì. Chửi xong rồi chạy. Mà đại ca không dám đi trêu cảnh sát. Chạy không gì nữa là tao chạy đi. Chạy đi, anh chả em xuống. Đàn em hai thằng chạy nó tao của mình tao chạy thôi. Rõ rồi, xong rồi. Sao nhìn thế này. Nhìn nhá. Đại ca đi trêu cảnh sát không? Làm nốt luật được. Nhìn này. Làm luôn. Đi. Đây. Alo, cái gì đây? Đây anh này. Gì nhỉ? À rồi, đi. Được. Cũng vừa lắm. Cái gì? Anh cứ gặp thằng nào anh dừng xe lại phát là em. Được. Anh chạy xe có đường không đấy? Hẹn tay Kalin. Đưa trước thì đưa kiểu gì? Ngày xưa nhá, mấy cái giải đua nhá. Thôi ngày mai anh, ấy cho toàn top top rút à? Không, top phải nói chung là tầm 800.000 người thi thì top cũng phải top 5. À, thế thì cũng hơi khó nhỉ chứ bọn em nói thật với anh là trình độ chạy xe của em thì em nghĩ là ở cái thành phố này không ai bắt được em nhỉ. Thật luôn. Ôi giời, thế thì anh chưa nhìn em chạy xe bao giờ. Đâu, chạy thử xem nào. Đâu. Xe anh đâu? Thế á? Anh thì... Đây, thế thì phải xuống gara 1 đấy chứ. Đây. Chạy được không đây? Nhiều xe lắm. Yên tâm, riêng em chạy xe anh không phải no à. Úi giời ôi, vai cả lìn thế cơ. Thế em giới thiệu với anh luôn, ở quê em ấy là cảnh sát nó cũng đông như kiến ấy, nhưng mà gặp em một cái cảnh sát chán chả buồn đuổi ấy. Thế là lái cái lái em cái là chán không buồn đuổi rồi. Lái ngu quá nó không thèm đuổi hay sao? Mà là không bắt được anh ạ. Úi giời. Nghe kinh nhở, đồn cao thế lái ô tô hay lái xe máy. Đây nhìn này. Đây. Đây, lấy cho con VIP Pro 1337 nhá. Con nào cũng được đúng không? Chắc chắn là chạy thoát đúng không? Chắc chắn là chạy thoát thì có đề ba nhanh tí là được. Được, đây. Anh lấy xe đạp. Con này thì đi kiểu gì? Thì bảo con nào chả được á, mấy con kia hỏng mãi xe của tôi. Trời ơi, con này thì anh bảo chạy. Chú Hà mới gọi kêu động đất. Đây. Giờ chạy được con này không? Con này mát tốc được bao nhiêu anh? 300. 300. 300 là được rồi. 300 rồi đúng không? Được, 350 luôn. Rồi, chạy đi.
Bây giờ nhá, bây giờ anh kiếm trêu cảnh sát nào? Ra đột thằng nào là gặp nó trêu. À thế thì đi tìm, anh xem ở trong danh bạ có thằng nào anh ấy đi. Được quá nhỉ. Đây có đồng chí này. Từ đây để em nhá. Đây. Gọi đi. Đỗ đây, gọi cho. Alo. Vâng, tôi đây. Đồng chí Hoa Đảng đâu đấy ạ? Có ông em mình muốn qua nói chuyện mà. Tôi đang ở gara 1 này. Gara 1 rồi, ok. Anh ở im đấy nhá. Nhưng mà tí anh rồi, gara 1. Đâu đang xem tay nghề như nào, đang chứng minh cho xem cơ mà. Ok, ông này buồn cười. Ok, đâu. Hình như đây này. Đó, vai đâu nhở? Kéo cái đồng chí vai đâu? À, ngồi ghế kìa. Đây, ba ông ngồi ghế kìa. Đây, thấy không? Đâu anh? Kìa, đây này. Đây. Đúng, tóc trắng kìa. Em vào luôn. Đây, bây xài kìa. Đồng chí vai ơi. Đồng chí vai. Kìa, đồng chí vai ơi. Đồng chí vai ơi. Đồng chí vai. Coi như là rồi. Đâu, anh ấy bảo là rủ anh đi chơi cho vui. Đấy, nó vừa bảo là mấy anh tuổi lồn bắt nó kìa, bắt nó đi. Vừa lắm. Cho lên liên bang luôn. Ôi trời ơi, thôi ta luôn. Anh ơi. Đéo hiểu kiểu gì. Anh ơi, anh đại ca thấy chưa, em chửi thằng nào dám bắt đâu. Em chửi luôn. Mày chửi lại đấy. Nhưng mà không có xe. Chửi đi bộ thôi. Đi mạnh khỏe rồi. Mạnh khỏe nha. Bao nhiêu người đây mà không bằng không được. Đéo hiểu kiểu gì. Thôi xong. Anh Hải, em bảo này, từ bây giờ trở đi anh đéo phải là chủ lời của em nữa, anh hiểu không? Anh cho số 5.000 tiền taxi của ngày hôm nay đấy. Đúng rồi, thích đi tầm phẳng. Gửi cái số cái này. Ôi giời, thế cầm tiền đấy là đi trả nợ luôn à? Đấy, em phải trả luôn chứ, em nói thật cái đại ca luôn. Trả thôi mà. Riêng cái ông Hải đần, là sao? Bảo cho vay một tuần nhưng mà hôm sau đi bêu díu em khắp thành phố là em cứ hôm đấy đến giờ rồi đấy. Ôi Hải ơi, con này có nghe. Này thì sao mà thu hồi nợ được? Nhưng mà gọi Hải thì gọi rõ nhá. Ok. Quả máu nó đến sớm lắm anh Hải ạ. Trong cái cuộc này bắt lúc nào nó tụt nước, bây giờ nó tụt máu à. Không rồi. Trời ơi. Ôi ai ai có nước cho xin bình nước đi, sạch nước rồi. Sạch nước rồi thế không ai bán nước nữa. Nước rồi, xong rồi. Đó đó. Em ơi. Alo gì em trai? Có con người vãi cả lồn. Cả sao chim tầm thế này. Ai còn nước không? Nhanh đây. À đây, anh dạy dỗ là con cháu anh nhá, nó bơm hàng đây nè. Ôi trời. Ô baby. Nó bơm hàng nữa à? Nó bơm 4.000. Chị này có cho nước không? Em à. Ui chị cảnh sát ơi, chị xinh đẹp ơi. Trời ơi. Ôi trời ơi. Mày nhắc đến nước không thì cắt khô ở cổ rồi. Vâng, trời ơi, bao nhiêu năm em chưa gặp chị lực lượng chức năng nào xinh như chị có thể cho em một chai nước được không? Em xin chị đấy. Anh đứng lên thì hành không? Vâng. Em lịch sự cơ mà.
Nhưng mà ôi trời ơi, em cảnh sát ơi. Ui dồi ôi. Em tóc đỏ ơi. Anh uống cái chai nước em đưa cho anh một cái là anh cảm giác như anh nhìn xuyên thấu trái tim em ấy. Ủa sao nhìn thấu được? Ở trong đấy nó có hình bóng của anh ấy. Của anh uống nước của anh ở kia. Em ơi, anh bảo này. Người ta bảo rồi, ai chắp cánh cho chim bay về tổ, mở đường cho đôi lứa yêu nhau ấy. Nhìn nhau thì biết nói gì đâu, chỉ còn ánh mắt và bắt cầu tình yêu. Vậy anh khi nào mùa gió chiều thổi bùng ngọn lửa nơi tình yêu của đôi bạn trẻ chúng ta xin được chính thức được cưới. Vợ tao lại tao anh à, vợ anh à, con mẹ đình phải đây là mày. Anh không nói sớm mẹ. Em nói cho nó nghe đi, em nói cho nó nghe làm lại đi. Anh không có học hả? Có phải chồng đâu, có phải chồng đâu, đấy đấy đấy, thoải mái đi Tùng ơi. Đâu có ai má đấy Tùng ơi. Anh đừng nhận vơ, anh có thấy nhục chưa? Quê quá. Ôi giời ơi. Rồi. Ôi giời ơi. Anh đã thấy nhục chưa? Không có gì phải nhục hết. Thì anh hỏi anh là ai thì anh tên là Phùng Khoa Học. Thì là anh nhục quen rồi đúng không? Mày biết tao là ai không Tùng Mõm? Thì anh có biết em là ai không? Thế mày biết tao là ai không? Thế anh biết em là ai không? Mày là Tùng Mõm. Thế anh là Khoa Học. Tao là ông nội.